Xin chào tất cả các bạn, giới thiệu các bạn món bánh mít. Một bánh mít, để làm được nguyên liệu bánh mít này, ta cần có thứ nhất là bột mì. Đấy. Hai quả trứng, Đấy. gà của nhà rất là ngon đúng không ạ? Đường, đây cái đường. Đấy. Và đặc biệt là nguyên liệu không thể thiếu được ở đây, đó chính là mít. Đấy. Mít thì đã được bóc bỏ hạt, thì ta sẽ thái nhỏ ra rất là ngon được các bạn. Và một chiếc máy làm bánh siêu mini, siêu đáng yêu này. Chiếc máy này trên kênh TikTok của mình có bán nhé, giá rất là rẻ thôi, đó, hơn 100.000 một cái, nhưng mà làm bánh rất là ngon các bạn. Chiếc bánh này dùng điện 220V nhé. Giờ quy trình làm như sau các bạn. Bột mì thì ta sẽ cho vào trong cái bát nước này. Đổ lên. Bột mì đổ vào đây. Đấy. Đấy. Ta cho đường vào. Đường vào. Rồi. Sau đó là đập trứng vào, đó nhá, trứng gà. Trứng gà. Đấy. Rồi. Đấy là ta đã có sau đó cái đều lên, đó nhá. Nhà bác nào có cái đánh ấy, máy đánh trứng hoặc là cái khuấy trứng thì tuyệt vời, đánh cho ta đánh đều lên. Có nghĩa này nó càng đều càng ngon. Mùa này đang là mùa mít ta, mít rất ngon và ngọt, bác thể mua về để làm bánh đi tuyệt vời luôn. Đấy. Đó, ta sẽ cắt mít cho vào đây. Đấy, cắt nhỏ nhỏ thôi. Món này rất ngon các bác nhé. Đấy. Các bác mua mít về, ta mua bột mì về, ta làm. Đấy, rất tuyệt vời. Mùa này thì mít cũng rất là rẻ, cũng đắt như trái vụ. Đấy, thái ra. Bác nào thích ăn mít thì cho nhiều mít. Bỏ nó vào đi. Đấy. Mít nó có cả mật này, coi chưa? Đấy, mật mít nó chảy tròng tọc đấy, mít nó rất ngọt luôn. Đấy, nó bóc ra là bên trong múi là có mật, rất ngon, ngọt. Rồi. Sau đó ta đào đều lên. Rồi còn một miếng mít nữa các bạn thấy. Mít. Đấy, bọc ra nó chảy mặt cái này xem. Đấy, các bạn. Thịt này các bạn. Thịt rất thơm. Mưng ngọt lắm ạ. Rất ngọt. Rồi. Đó, chúng ta sẽ cắm điện.
đèn nó sẽ sáng này. Đợi một tí, người ta sẽ phải đi mở nắp lên, sẽ nóng nóng lên. Nhiệm vụ tiếp theo đảo đều lên. Đấy, cái máy này thì cần một cái môi này, một cái môi bột này là đủ đó nhá. Là vừa đẹp một chiếc bánh luôn, rất ngon, rất xinh. Thả vào đổ đây. Ngàn đều ra. Đó, lắp lại. Đó, nó sẽ tự chín các bạn. Ta chỉ việc là chờ đợi thôi. Ta sẽ có một cái món bánh mít tiếp theo. Trong quá trình chờ đợi thì nó sẽ đảo thêm bột. Bán nào thì ăn ngọt, chúng ta cho thêm nhiều đường. Bán nào thì ăn nhạt, chúng ta ít đường. Bán nào thì ăn mặn, chúng ta cho muối vào. Đặc biệt là thêm ngon. Cái này cho càng nhiều trứng thì càng ngon. Đấy, mày ăn làm chín bánh đấy các bạn, rất ngon luôn. Các bác có thể cho thêm bơ vào cũng ngon được, bơ cũng rất ngon. Và có thể cho thêm cả bơ này, các bác thấy nó bốc khói chưa? Đấy, bốc khói đây. Đó là bắt đầu là quá trình nấu bánh đã thành công đấy, có nghi ngút luôn nhỉ. Ta thử xem đấy, ăn bánh chưa? Thế thôi, ta sẽ có những chiếc bánh đầu tiên tuyệt vời cho bữa sáng. Bữa sáng mà ăn bánh làm như này rất ngon. Bác nào muốn làm bánh nhanh hoặc bạn làm bánh nhiều hơn thì các bác thể mua chiếc máy to hơn này. Máy này mà là máy làm bánh mini, có thể khói bay nghi ngút nhỉ. Mở đây các bác xem nhé. Ấy, thấy chưa? Chiếc bánh rất là dẻo thơm. Bánh này mà ăn với tương ớt hoặc tương cà thì hết nước chấm nhé. Hết nước chấm luôn đấy, rất ngon. Hoặc là bát nào thì ăn cái con su trộn ấy. Đấy, người ta thì chấm với cái đấy cũng được, cũng rất ngon. Đấy, vị ngậy ngậy béo béo nhé. Nhưng mà cái con su trộn đấy thì nó cũng bảo là nó không gây béo phì, đúng không? Đó là thành phần từ thiên nhiên, rất là thơm ngon. Đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy. Chiếc bánh rất là thơm ngon đấy. Người ta cứ để đây đấy. Và sắp có một chiếc bánh tuyệt vời để ăn vào bữa sáng rồi đấy. Rất phù hợp với gia đình có con nhỏ. Đấy, các bạn, bạn nhỏ rất là thích món bánh này. Yên tĩnh, là lại kiểm tra bánh vừa nấu. Cái này là rất là dẻo thôi nhá. Các bác muốn bánh ăn mềm thì ta vớt sớm, còn muốn ăn cứng thì các bác cứ để nó thật lâu lâu một chút nó sẽ cứng lên. Bánh nó càng, máy này làm bánh nó càng để lâu thì bánh nó sẽ càng cứng lên, nó giòn. Nó giòn đây. Đấy, một chiếc bánh. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất tuyệt vời luôn. Đấy. Ta sẽ có một chiếc bánh rất là thơm ngon. Ở đây.
thơm luôn. Đấy. Đấy. Vậy là đã có một chiếc bánh ngon lành. Các bạn đấy. Tiếp tục ta sẽ cho chiếc bánh thứ hai vào, đúng không? Đúng một cái môi này luôn, là vừa được một chiếc bánh gọi rất xinh xắn. Đúng là nhà thiết kế thật là tài tình, thiết kế ra những chiếc nó làm bánh rất là tuyệt vời này. Đậy vào đấy. Và bây giờ là ta sẽ thưởng thức món bánh mít này mà chấm mấy tương ớt thì tuyệt vời. Thế tiếc là hôm nay hết mất tương ớt rồi, hết nước chấm. Ngon, ngọt, cắn vào miếng mít cảm thấy ngọt lịm luôn. Rất ngon, ngọt. Đấy. Bánh rất mềm, mít rất ngọt. Ok, các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.